Các bạn đang đến với kênh Người Kể Chuyện. Hôm nay chúng ta cùng đến với một truyện ngắn của tác giả Bùi Ngọc Phúc với nhan đề Đàn Bà Tuổi 40. Ngân Thương nhìn đồng hồ, thấy không còn sớm. Tối nay chồng cô sẽ có mặt tại nhà sau chuyến công tác dài ngày ở Sài Gòn. Ngồi bần thần trước bàn trang điểm hồi lâu, cô khẽ hít một hơi thật sâu, rồi cầm bút viết đơn xin ly hôn. Lá đơn mà cô phải đắn đo suy nghĩ suốt thời gian qua. Tình cảm vợ chồng êm ấm 12 năm, tối nay được định đoạt bằng một tờ giấy vô hồn này. Có lẽ là người dễ xúc động, nên trong lúc viết, Ngân Thương đã để cho mấy giọt nước mắt rơi xuống, làm đôi chỗ bị nhòe đi. Khi viết đến lý do xin chia tay, Ngân Thương thoáng chút ngần ngừ. Rất nhanh sau đó, cô ghi vòn vẹn một dòng chữ: do hai vợ chồng không còn tìm được tiếng nói chung. Viết xong tờ đơn ly hôn, Ngân Thương cẩn thận đặt lọ nước hoa chặn lên. Cô biết thói quen của chồng mình nếu về đến nhà sẽ vào phòng ngủ tháo đồng hồ, để lên mặt bàn rồi đi tắm. Tờ đơn xin ly hôn được đặt đúng vị trí mà chồng cô dễ nhìn thấy nhất. Quần áo đã được cô xếp gọn trong chiếc vali to nhất, loại vali mà hai vợ chồng cô chỉ dùng khi đi du lịch xa. Dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng ngủ, bức ảnh cưới của hai vợ chồng treo đầu giường khiến Ngân Thương thoáng chút mềm lòng. Chồng cô là một người đàn ông thành đạt và bận rộn. Không giống như những người khác, dù bận đến đâu, trừ những lần phải đi công tác xa, anh vẫn về nhà ăn đủ 30 bữa tối cùng cô trong một tháng. Ngày nghỉ, anh chăm chỉ lái xe chờ cô đi đồi gió, gần thì ra ngoại thành, còn xa thì đến các khu du lịch nổi tiếng trong nước. Nhìn cuộc sống của hai vợ chồng cô, nhiều người phải thầm ghen tị và ngưỡng mộ. Tuy nhiên, sau hơn chục năm chung sống, Ngân Thương bắt đầu cảm thấy cuộc sống có phần nhạt nhẽo. Hai người vẫn ăn cùng mâm, xem cùng một bộ phim và ngủ cùng giường. Nhưng cô cảm thấy vẫn thiếu một cái gì đó. Thậm chí việc quan hệ vợ chồng, bao năm trời cũng chỉ từng ấy thao tác như một thói quen lặp đi lặp lại. Mỗi tuần 2 lần, không hơn, không kém. Nhiều lúc, cô thấy chồng mình trả bài một cách hời hợt, như là nghĩa vụ bắt buộc, cảm xúc không hề có. Chính trong lúc buồn tẻ đó, Ngân Thương đã gặp được nguồn cảm hứng của đời mình. Đối với cô, nó như món quà mừng sinh nhật sớm, bởi chỉ còn vài tháng nữa là cô tròn 40 tuổi. Mối quan hệ ngoài luồng chính là nguyên nhân để cô gạt nước mắt viết đơn xin ly hôn. Cô chấp nhận hậu quả lẫn thử thách ở phía trước. Ngày Ngân Thương được bổ nhiệm vào một vị trí mới trong ngân hàng, để có thể trụ vững và cạnh tranh với những đối thủ tiềm tàng, thông qua bạn bè giới thiệu, cô đã xin học tiếng Anh với Kenny Tam, một anh chàng vừa tu nghiệp ở nước ngoài về. Vốn là người thông minh, Ngân Thương tiếp thu khá nhanh những bài giảng của thầy giáo. Thông qua những buổi đếch bày, dần dần họ hiểu về nhau hơn. Từ một lớp học chọn lọc có 6 người, Ngân Thương được bố trí học một mình với thầy. Chủ đề gia đình xã hội dần được thay thế bằng chủ đề tình cảm. Có lẽ vì tìm thấy cảm hứng trong học tập, nên trình độ tiếng Anh của Ngân Thương được cải thiện đáng kể. Là một người thích lãng mạn, cuối cùng Ngân Thương cũng được toại nguyện. Trong những buổi học đó, Ngân Thương đã cảm nhận được tình cảm của Kenny Tam dành cho mình. Thay vì học mãi một nơi, Kenny Tam đã đưa cô đến những quán cà phê sang chảnh, đến quán bar để có dịp giao tiếp thêm với người nước ngoài. Gần kết thúc khóa học, Ngân Thương đã không cưỡng lại được vẻ nam tính và sự ga lăng của Kenny Tam. Hai người bắt đầu hẹn hò và luyện tiếng Anh trong khách sạn. Người ta nói, phụ nữ yêu bằng tai, còn Ngân Thương được yêu bằng tất cả sự khao khát và các giác quan của mình. Dù kém cô 4 tuổi, nhưng Kenny Tam đã khiến cô cảm thấy như trẻ lại. Lần đầu tiên trong đời, Ngân Thương không còn cảm thấy lo sợ sự nhàm chán đang khiến cô chết dần vì héo mòn. Ngân Thương chào đón tuổi 40 của mình bằng sự bùng nổ về cảm xúc. Phụ nữ tuổi 40 như bình rượu ù kỹ, thời điểm này vô cùng thích hợp khi được tòa hương nồng nàn. Cô nhận thấy nhiều năm qua,
mình chỉ tồn tại chứ không được sống cho chính bản thân mình. Chỉ có ở bên người tình, Ngân thường mới nhận được cảm giác ân cần, chăm sóc. Cô chìm đắm trong men say tình ái và như trẻ lại. Mối tình vụng trộm nhưng không kém phần lãng mạn của cô và Kenny Tam đã kéo dài được 8 tháng. Trong thời gian chồng cô đi Sài Gòn công tác, Ngân thường đã thổ lộ quyết tâm ly hôn để sống cùng người tình. Đáp lại tình cảm chân thành của cô, Kenny Tam cũng hứa sẽ mua nhà để hai người về sống cùng nhau. Phụ nữ đã yêu thì có trời cản. Tranh thủ lúc chồng đi vắng, Ngân thường đã tất bật cùng người tình trẻ tìm mua được một căn hộ chung cư làm tổ ấm. Hơn ai hết, cô chỉ muốn được bước ra khỏi cuộc sống hôn nhân tù túng. Do tính chất công việc bên ngân hàng khá bận rộn, việc bố trí được thời gian bên người tình cũng khiến cô đau đầu. Nếu hai người về cùng một nhà, mọi việc sẽ khác. Chỉ nghĩ đến chuyện đó là Ngân Thương đã cảm thấy rạo rực. Xuống đến tầng hầm, Ngân Thương nhanh chóng nhét vali quần áo vào cốp xe. Cô lái lên khỏi hầm rồi phi ngay đến khu Mỹ Đình. Vừa lái xe, Ngân Thương vừa hình dung bộ mặt của chồng khi đọc lá đơn xin ly hôn. Cô cũng đoán chồng mình sẽ gọi điện chất vấn. Nhưng những điều đó không còn quan trọng. Khi máy bay từ Sài Gòn hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, cô đã có cuộc sống riêng của mình rồi. Mở khóa căn hộ bước vào, nhưng không thấy người tình. Ngân thường đoán giờ này Kenny Tam lại đi dạy tiếng Anh. Muốn làm cho người tình bất ngờ, nên cô bắt tay vào dọn dẹp. Cô biết đàn ông sống một mình bao giờ cũng bừa bộn. Ngân thường thu dọn đống quần áo của Kenny Tam ở đi văng cho vào máy giặt. Thoáng chút giật mình, cô đưa tay vào máy giặt, nhấc ra chiếc váy ngủ hai dây mỏng tang. Đây là loại váy gần như trong suốt, khiến cho người mặc mà như không mặc. Chiếc váy ngủ gợi cảm và sexy này lại không phải của cô. Cầm chiếc khăn tắm ném ra ngoài, Ngân Thương nhặt tiếp một bộ đồ lót màu tím. Là phụ nữ nên chỉ cần liếc qua chiếc áo lót, cô cũng biết chủ nhân của nó sở hữu bộ ngực to hơn của mình rất nhiều. Ngân Thương bàng hoàng ngồi xuống chiếc giường ngủ mới mua. Trên chiếc giường này, cô và Kenny Tam đã có những giây phút cuồng nhiệt và đắm say. Chính cô đã phó mặc cho khoái cảm mang tính chất bản năng cuốn trôi đi lý trí. Căn hộ hơn 3 tỷ được mua và đứng tên người tình, nhưng 2/3 số tiền đó là của cô. Là người làm trong ngân hàng nên Ngân Thương hiểu rõ mọi thủ tục mua bán. Vậy mà cô lại mắc sai lầm cơ bản. Đến lúc này, Ngân Thương cay đắng khi biết rõ nếu như cô và người tình hẹn nhau vào thứ 5 và thứ 7, vậy những ngày thứ 2 và thứ 6 hoặc chủ nhật là của cô gái khác. Mối tình tưởng đẹp như mơ của mình cuối cùng chỉ được người tình sắp xếp theo con số. Đang đắm chìm trong sự suy nghĩ, bất chợt Ngân Thương nghĩ đến tờ đơn ly hôn của mình để lại cho chồng. Bỏ mặc căn hộ chưa khóa cửa, Ngân Thương bước vội vào thang máy. Chưa bao giờ cô cảm thấy thang máy di chuyển chậm như lúc này. Bằng mọi giá, cô cần quay về nhà để hủy tờ đơn ly hôn. Cô hy vọng chuyến bay của chồng sẽ bị delay để cô kịp thời sửa chữa lại sai lầm của mình. Nhìn thấy chồng ngồi coi tivi ngay phòng khách, dù thót tim vì lo sợ, nhưng Ngân Thương thấy cổ tay chồng vẫn đang đeo chiếc đồng hồ quen thuộc. Cô thở phào nhẹ nhõm khi đoán chồng mình chưa vào phòng ngủ. Sau vài câu trao đổi qua lại, Ngân Thương vội đi vào phòng ngủ, nhanh như cơn gió thoảng. Tờ đơn ly hôn vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Chỉ thoáng nhìn thấy nó mà trái tim của cô như vỡ òa vì sung sướng. Chưa kịp cầm tờ đơn xé đi, Ngân Thương giật mình khi nghe thấy giọng nói êm ái của chồng ngay sau lưng. Anh biết em quay về vì tờ đơn ly hôn đó, nhưng chắc do xúc động nên em viết không được mạch lạc. Đã vậy còn bị nhòe đôi chỗ. Ngân Thương cúi gằm mặt, cô không chịu được ánh mắt của chồng. Lúc này cảm giác tội lỗi khiến cô gần như tê liệt. Cô chỉ lắp bắp nói trong hơi thở: em chỉ mong anh hãy rộng lượng tha thứ. Đưa cho Ngân Thương một phong bì có nhiều bức hình chụp cảnh cô và Kenny Tam đang ân ái với nhau, chồng cô nhẹ nhàng nói: vì muốn giữ thể diện cho em, anh đã chi một số tiền không nhỏ để chuộc lại những bức hình nhạy cảm này. Chưa kể tiền để bịt miệng nhiều người, tránh thông tin bị rò rỉ trên mạng xã hội. Đó
là chưa kể số tiền không nhỏ mà em bỏ ra để mua căn chung cư bên Mỹ Đình cho người tình. Thôi, việc đã như vậy, anh vừa viết lại một tờ đơn ly hôn khác rồi. Em ký giúp anh. Nhận lại tờ đơn ly hôn có chữ ký của vợ mình, chồng cô nói một cách dứt khoát. Vì phải chi phí khá nhiều, nên căn chung cư này sẽ thuộc sở hữu của anh. Số tiền Bitcoin của vợ chồng mình hiện anh đang giữ trong ví điện tử cũng vậy. Từ hôm nay, em được tự do quan hệ với những ai mình thích. Anh không làm phiền em nữa. Nhưng em nên nhớ, mọi sai lầm ở tuổi này đều phải trả giá đắt. Thậm chí là rất đắt. Đợi vợ rời đi, chồng Ngân Thương lái xe đến một quán bar kín đáo ở đường Trần Duy Hưng. Tại đây anh có cuộc gặp mặt với một chàng trai trẻ. Sau khi hai người cùng ly với nhau, chồng Ngân Thương đẩy một phong bì tiền, rồi khẽ nói với chàng trai. Cậu làm tốt lắm, căn hộ đó là của cậu. Còn việc cậu có tiếp tục quan hệ với cô ấy không, thì tùy. Chàng trai trẻ cầm phong bì rồi cười nói một cách đều giả. Thôi, em xin anh, gần một năm lái máy bay là quá đủ rồi. Ngân Thương không biết bằng cách nào mà cô có thể chạy xe hơn 80 cây số để về nhà bố mẹ. Cô đứng nhìn căn nhà nhỏ vẫn sáng ánh đèn, nhưng không dám bước vào. Cô không muốn bố mẹ mình già rồi lại lo lắng cho con gái. Hiện tại, cô đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ngân Thương ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, mặc cho nước mắt lưng tròng. Trong phút chốc, cô cảm thấy chơi vơi, mọi thứ như chìm trong bóng tối. Duy nhất có ánh đèn pha sáng quắc của một chiếc xe tải đang lao tới. Ánh sáng đó như nuốt chửng bóng hình của cô. Hà Nội, ngày 29 tháng 7, 2020. Bùi Ngọc Phúc.